Xin chào quý vị và các bạn. Kênh Xe Channel là kênh chuyên về xe ô tô và xe máy. Kênh Xe Channel xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn video Honda giới thiệu mẫu xe Contai Concept 150SS Racer hoàn toàn mới tại triển lãm ô tô xe máy lớn nhất khu vực Đông Nam Á lần thứ 38 đang diễn ra tại Thái Lan. Honda đã giới thiệu đến giới mộ xe bản 150SS Racer hoàn toàn mới, thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông. Honda 150SS Racer Concept sở hữu thiết kế thể thao nhỏ gọn và nó còn ở dạng concept nên càng độc đáo và dễ tạo ấn tượng hơn nhờ những trang bị cao cấp. 150SS Racer Concept được nhiều người liên tưởng đến phiên bản MSX 150 trong tương lai. Cụm đèn pha thiết kế tròn tương tự MSX 125 thế hệ trước sử dụng công nghệ LED, tay lái thiết kế rộng, màn hình thông tin dạng LCD hiển thị điện tử, mâm xe thiết kế đặc sử dụng chất liệu carbon, hệ thống phanh đĩa hiệu suất cao, lốp xe trơn dành cho đường đua. Đèn pha LED có thiết kế hình tròn, kích thước lớn theo kiểu line giữa cổ điển và hiện đại, giống với những chiếc mẫu Cafe Racer, nhưng bên trong là hệ thống đèn LED 2 tầng, bình xăng có nhiều gân nổi để tạo vẻ cơ bắp cho chiếc xe, và đây là chi tiết được Honda thiết kế tốt nên nó làm cho xe trông đẹp hơn. Ngay bên dưới bình xăng còn có hai mảng ốp khác thể hiện tên của chiếc xe. Ở phía sau, 150SS Racer Concept sở hữu đèn hậu dạng nét có thiết kế nhỏ, nhiều hốc gió thể hiện tính khí động học, phía trên gắn camera, hai bên ốp hai chi tiết làm từ chất liệu trong suốt, yên xe có thiết kế một chỗ ngồi, động cơ để hở, bình xăng thiết kế góc cạnh mạnh mẽ, hệ thống ống xả đặt thấp có thiết kế khá bắt mắt, chắn bùn trước và sau làm từ chất liệu carbon, phuộc trước dạng hành trình ngược, phía sau lại monoshock có màu xanh dương. 150SS Racer Concept được trang bị khối động cơ 150 phân khối, tương tự như trên mẫu xe thể thao CBR 150R. Hiện tại, những thông số chi tiết khác cũng như liệu mẫu xe này có được sản xuất thương mại hay không vẫn chưa được Honda công bố. Đây thực sự là một mẫu concept đẹp. Nếu Honda có kế hoạch sản xuất thương mại thì chắc chắn họ sẽ có một quân bài tốt để cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc xe thể thao 150cc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh miễn phí và like comment dưới video để góp ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.